xuất hiện nhiều biển số xe ngũ quý được đấu giá lần đầu ngày 22 tháng 8. Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ tổ chức phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô vào ngày 22 tháng 8 năm 2023. Nhiều biển số xe siêu đẹp như ngũ 6, ngũ 9, ngũ 8, số tiến 56789 sẽ được đấu giá ở phiên đầu tiên này. Căn cứ Nghị định số 39-2023-NDCP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73-2022-QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 25-2023-DHDV-C08. VPA ngày 14 tháng 7 năm 2023, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ nhất vào ngày 22 tháng 8 năm 2023. Thời gian đăng ký, nộp tiền hồ sơ, Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá trước 24 giờ 00 phút ngày 19 tháng 8 năm 2023. Thời gian đấu giá là 60 phút trên một biển số xe ô tô. Khách hàng tham gia đấu giá sẽ vào trang vpa.com.vn, khách hàng lựa chọn mục đấu giá biển số xe ô tô, truy cập vào trang dgbs.vpa.com.vn, đăng nhập tài khoản vào phòng đấu giá và truy cập vào cuộc đấu giá để tham gia trả giá. Thời gian đấu giá là 60 phút trên một biển số xe ô tô. Trong danh sách biển số được đấu giá sắp tới, có rất nhiều biển số siêu đẹp. Cụ thể ở Bắc Giang có biển số 98A66666, Phú Thọ là biển số 19A555555. Hà Nội có hai biển số 30K555555 và 30K56789. Thanh Hóa là biển số 36A99999. Đà Nẵng là biển số 43A79999. Đắk Lắk là biển số 47A 59999, Thành phố Hồ Chí Minh là biển số 51K 88888, Cần Thơ là biển số 65A 39999, Bắc Ninh là biển số 99A 66666, Hải Phòng là 15K 18888. Ngoài ra, các biển số xe ô tô đưa ra đấu giá sau ngày 22 tháng 8 năm 2023 thì danh sách tiếp tục được thông báo công khai trên trang thông tin đấu giá trực tuyến. Thời gian tổ chức đấu giá được thông báo trên trang thông tin đấu giá trực tuyến và gửi tin nhắn, thư điện tử đến các khách hàng có đủ điều kiện tham gia đấu giá. Bên cạnh đó, công ty đấu giá hợp doanh Việt Nam lưu ý khách hàng khi tham gia đấu giá biển số xe ô tô sẽ không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp. 1. Khách hàng đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá nhưng không truy cập vào cuộc đấu giá để tham gia trả giá. 2. Bị chốt quyền tham gia đấu giá do có hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá. Tham gia cuộc đấu giá, thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản, cản trở hoạt động đấu giá tài sản, gây rối mất trật tự tại cuộc đấu giá, cho người khác truy cập, tham gia trả giá từ tài khoản đăng nhập của mình mà không có ủy quyền hợp lệ, đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm sai lệch kết quả đấu giá tài sản và các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật. 3. Người chúng đấu giá không xác nhận biên bản đấu giá trong thời gian quy định là 120 phút kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá biển số xe ô tô cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bình luận và đăng ký kênh tin nóng mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất